Happy Life xin chào các bạn. Thuộc diện sinh sau đẻ muộn, lại không được đào tạo bài bản về tài chính, nhưng Monish Pabrai đã trở thành một nhà đầu tư vô cùng thành công. Ông được xếp vào hàng ngũ những nhà đầu tư giá trị nổi danh thế hệ mới. Cùng Phil Tao, Guy Spier, Seth Klarman, những người con kế thừa một cách xuất sắc phương pháp đầu tư của các bậc tiền bối Benjamin Graham, Warren Buffett và Charlie Munger. Trong thế giới đầu tư, nhiều vùng đã được khai phá nhưng vẫn còn không ít nơi hoang vu và kỳ bí. Cư dân của thế giới đầu tư tung hoành trên những vùng đất đã được khai phá và mò mẫm chinh phục những nơi chưa ai từng xâm nhập đến để biến nó thành vùng đất hứa mới. Không phải ai cũng thành công và cũng chẳng phải ai cũng đều thất bại. Nhưng một khi đề cập đến chuyện thâm canh trên lãnh địa đã từng được cày xới rất nhiều, đã sản sinh ra những kỳ nhân và cũng đã không ít kẻ khuynh ra bại sản thì không thể không đề cập tới Monish Pabrai. Monish được biết tới bởi cách tiếp cận cực kỳ thành công trong dài hạn với thành tích đáng nể, đạt lãi kép tới 18,8% một năm suốt giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1999 đến năm 2008. Thị trường chung chỉ mang mức lợi nhuận khoảng 1% và biến 1 triệu đô la ban đầu trong quỹ đầu tư của mình năm 1999 tăng trưởng thành 400 triệu đô la ngày nay. Pabrai là người Ấn Độ, sinh ra, lớn lên và theo học ở Ấn Độ, rồi sang Mỹ học công nghệ thông tin ở trường đại học tổng hợp Clemson ở South Carolina. Sau khi trở thành kỹ sư tin học, Pabrai làm việc 2 năm cho công ty viễn thông Telabs năm 1990. Với 30.000 đô của mình và 70.000 đô đi vay, Pabrai mở công ty dịch vụ tin học Transtech. 10 năm sau, Pabrai bán công ty này và trở thành người giàu có. Pabrai thành lập một công ty khác với mục đích trợ giúp các doanh nghiệp non trẻ kinh doanh trên mạng Internet, nhưng chỉ một năm sau đã bị phá sản. Đối với Pabrai, sự phá sản của công ty này chỉ là chuyện nhỏ, vì khi đó Pabrai đã rất giàu có và điều quan trọng nhất là trước đó 6 năm, Pabrai đã có tiếp cận đầu tiên tới thế giới đầu tư. Đó là năm 1994, khi Pabrai lần đầu tiên biết đến cái tên Warren Buffett trong cuốn sách Đi trước thị trường chứng khoán một bước của Peter Lynch, một nhà tư vấn đầu tư chứng khoán. Khi đó, Pabrai đã có kinh nghiệm trên lĩnh vực kinh doanh tài chính nhưng lại chưa tìm ra được định hướng kinh doanh. Quyển sách này không chỉ đem lại cho Pabrai một người thầy là Warren Buffett, mà còn đưa Pabrai đến với thế giới đầu tư, trở thành công dân của thế giới đầu tư và rồi nổi danh trong thế giới đầu tư. Pabrai như thế được giải thoát khi phát hiện ra rằng thế giới đầu tư là nơi từ nay mình có thể tung hoành. Đầu tư là cách có thể giúp đồng tiền hiện có sinh sôi nảy nở, và hoạt động đầu tư là cách có thể giúp thể hiện tài năng và lưu danh hậu thế. Nghề tin học đã giúp Pabrai trở nên giàu có, nhưng đầu tư mới có thể giúp Pabrai nổi tiếng. Đầu tư vừa thách thức lại vừa quyến rũ đối với Pabrai. Pabrai không phục Warren Buffett và tôn thờ nhà đầu tư chữ danh này làm thầy, mặc dù chưa một lần diện kiến và Buffett chẳng hề biết Pabrai là ai. Pabrai cho rằng một khi Buffett đã thành công vang dội đến như vậy thì mình cũng có thể làm được. Chính Buffett cũng làm theo chứ có sáng tạo gì đâu. Buffett thành công với chiến lược đầu tư Value Investing, đầu tư giá trị. Mà Value Investing do Benjamin Graham chứ đâu có phải do Buffett phát minh ra. Cái thời khắc mà Pabrai biết đến cái tên Buffett có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đầu tư của Pabrai. Giới viết sử về thế giới đầu tư tán rằng chính nhờ cái chớp mắt ngẫu nhiên của số phận ấy mà Pabrai rẽ đi một hướng khác. Bí quyết thành công của Pabrai trong hoạt động đầu tư có thể gói gọn trong một câu: không cần sáng tạo, chỉ cần bắt chước. Không cần khai phá đường đi mới mà chỉ cần lần theo lối cũ. Chỉ cần làm theo Graham và Buffett. Trong những quyển sách viết về đầu tư mà Pabrai để lại cho hậu thế, nhà đầu tư này không tổng kết bài học thành công của mình, mà chỉ thường luận đàm về triết lý đầu tư, nhưng có thể tóm lược lại thành 3 bài học kinh nghiệm thành công của Pabrai. Bài học thứ nhất là phải tự tìm hiểu và phân tích thông tin, không được dựa vào bất cứ nguồn thông tin không được kiểm chứng và phân tích dự báo của kẻ khác, cho nên phần lớn thời gian làm việc được Pabrai sử dụng để đọc tài liệu và phân tích thông tin. Nếu như có thể được thì tránh xa mọi cuộc trao đổi với giới quản lý các quỹ đầu tư và những nhà phân tích chứng khoán. Pabrai cho rằng bằng cách ấy sẽ luôn giữ được cho mình cái nhìn khách quan và tỉnh táo, không bị chi phối bởi cảm tính hay áp lực hay cả sự thuyết phục từ bên ngoài. Xin nhắc lại, phải tự tìm hiểu và phân tích thông tin, không được dựa vào bất cứ nguồn thông tin không được kiểm chứng và phân tích dự báo của kẻ khác. Bài học thứ hai là ăn chắc mặc bền. Phương châm hành động tối thượng của Pabrai là chắc thắng, cho nên Pabrai thực thi chiến lược 10x10 hoặc 15x15, có nghĩa là đầu tư cùng một lúc vào 10 đến 15 công ty và ở mỗi công ty chỉ chiếm tối đa 10 đến 15% cổ phần của công ty. Pabrai ưu tiên hàng đầu cho hạn chế rủi ro bằng cách ấy. Bài học thứ ba của Pabrai thực ra cũng lại là một sự sao chép,
đó là triết lý kinh doanh của dân tộc Patel ở Ấn Độ. Họ là những người dân tị nạn đặt chân lên đất Mỹ vào đầu thập niên 1970. Thiếu thốn về nền tảng giáo dục lẫn vốn liếng, ngày nay, cộng đồng người Patel sở hữu đến 70% nhà nghỉ ở Mỹ, nộp hơn 725 triệu đô la tiền thuế và tuyển dụng gần 1 triệu việc làm. Papra đã viết về họ trong cuốn sách Nghệ thuật đầu tư Dundu của mình. Dundu là triết lý kinh doanh của người Patel nói trên, có nghĩa là rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Triết lý này trái ngược với triết lý đầu tư và đầu cơ thông thường. Cái tài ba của nhà đầu tư là ở chỗ lọc ra được từ thị trường chứng khoán những công ty đồng thời đáp ứng được hai tiêu chí ấy. Không ít người cho rằng vì Papra là người Ấn Độ nên mới thực hiện Dundu thành công đến như vậy. Nói như thế không phải vô lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Warren Buffett có phải người Ấn Độ đâu, lại càng không phải người Patel. Năm 1999, Papra viết thư xin làm không công cho Buffett nhưng không được chấp nhận. Bây giờ, Papra tuy không nhiều tiền bằng Buffett nhưng cũng thành danh trong thế giới đầu tư. Papra bắt chước Buffett thì đến nay cũng có không ít nhà đầu tư sao chép phương thức của Papra. Năm 2007, Papra đã bỏ ra 650.100 đô la để được ăn trưa cùng với Buffett. Chắc chắn không phải để học thầy mà để tạ ơn thầy. Để tìm hiểu về phong cách đầu tư rủi ro thấp và nhận cao của Monish Papra, bạn có thể tìm đọc cuốn sách Nghệ thuật đầu tư Dundu đã được Happy Life xuất bản tại Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.